Chào cả nhà nhé. Hay tìm cái cảnh đi mua cây hồng Tết, hồng Việt Nam. Đây là cây hồng song thụ. Thân này quả rất là sai các bạn. Đấy, quả chín đỏ nhé. Cái cây hồng Việt Nam này các bạn cứ hỏi đây nó vẫn có quả chín trên cây, một cây này đỏ ớp này, Tết nó cứ đỏ. Đây, cây này là một trong cây rất sai quả nhé. Năm nay do thời tiết nó ít mưa nên là nó không sai, nhưng cây này đây là cây sai quả đấy, đây này. Quả đây trông chùm tầng lớp lớp này. Đây chuẩn hồng Tết, hồng Tết nhưng mà chuẩn đèn lồng nhé các bạn nhé. Có nhiều loại để ăn Tết nhưng mà cái hồng đèn lồng này nó quả là cái Tết nó cứ đỏ rực lên, rụng hết lá, đến tháng hai vẫn còn quả đây này. Người ta chơi Tết đấy, và cái quả nó dính nó giống như cái lồng đấy các bạn này, cái lồng của phố cổ Hội An đấy các bạn này. Đấy. À, tương đối nhiều. Tổng chiều cao cây này nó tầm khoảng 3m8, 3m7 vừa đó. Cây là cây song thụ các bạn nhé. Ở dưới chắc chung một gốc, nấp lên giờ có hai cái thân lên rộng bằng nhau, muốn vành ở cái do ở vị trí mũi chân mình đây là đây cái tay mình chỉ lên là 40 đấy. Nó song song nó lên này. Anh nào thích dòng song thụ đây cây này, một cây không cái này ra đây mua gia đình đắt với bán này, các bạn không bán rẻ không bán cây. Cái này khai thác thì lại phải dùng xe cải tiến, dùng cái xe đẩy con thì nuôi được khoảng chục mét thì xe cẩu mới thấy được. Ok, này mình cứ để nguyên quả này nhé. Đấy, quả tầng tầng lớp lớp. Đấy, cắt đi thì nó sẽ đẹp, tán rồi nó đang lùm xùm lắm. Đấy. Phần đấy thì cây này có thể mình buộc nó gọn vào với nhau cả. Tán những cái này, tán quả. Ui. Đây, đang trồng quả, chùm chùm lớp lớp. Quả, nhìn này, những cái lồng hết lượt với nhau. Đấy. Đấy, ok nhé.